Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Ngoại trưởng Mỹ nói Hồng Kông không còn tự chủ. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hồng Kông không còn được hưởng quyền tự chủ để hưởng quy chế ưu đãi thương mại của chính quyền Washington. Không ai suy nghĩ hợp lý có thể nói rằng Hồng Kông duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục. Khi nhìn vào tình hình thực tế hiện nay, AFP trích lời ông Pompeo, phát biểu trước nghị viện Mỹ ngày 27 tháng 5. Tôi đã xác nhận trước nghị viện rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hồng Kông trước tháng 7 năm 1997, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh Tuy nhiên, ông Pompeo không đề cập tới các biện pháp trừng phạt cụ thể. Những người am hiểu về vấn đề này cho biết, chính quyền Trump đang xem xét đình chỉ thuế xuất ưu đãi đối với hàng hóa của Hồng Kông xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng có thể lựa chọn các biện pháp trừng phạt nhắm đến các quan chức, tổ chức chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến việc thực thi luật mới của Bắc Kinh một nguồn tin nói với Reuters. CFO Hồ Mạnh Vãn Châu không được trả tự do. Giám đốc tài chính Hồ Mạnh Vãn Châu hôm thứ Tư đã không được trả tự do sau một phiên tòa quan trọng ở Canada hôm 27 tây tháng 5, khiến bà có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gian lận theo Reuters. Bà Châu, bị Canada bắt giữ vào tháng 12 năm 2018 theo đề nghị của phía Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cáo buộc bà Châu có hành vi gian lận vì lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei với một công ty hoạt động tại Iran. Khiến HSBC có nguy cơ bị trừng phạt theo lệnh cấm giao dịch với Tehran của chính phủ Mỹ. Các luật sư của bà Châu lập luận rằng vụ việc này không nên truy cứu vì Canada không có lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng phó tranh án tòa án tối cao, British Columbia, Heather Holmes, không đồng ý vì cho rằng bà Châu đã cản trở Canada thực hiện các nghĩa vụ quốc tế. Hu tìm tài trợ trước nguy cơ bị Mỹ cắt ngân sách. Tổ chức Y tế Thế giới Hù, hôm thứ tư đã ra mắt một kênh mới gọi là quỹ hu để kêu gọi các khoản tiền tài trợ từ cá nhân trong bối cảnh tổ chức này có nguy cơ mất đi nguồn ngân sách lớn từ hoa kỳ theo sbs news quỹ who kỳ vọng sẽ tìm được các nguồn tiền quyên góp từ các tổ chức và cá nhân để dùng cho các vấn đề cấp bách như trường hợp khủng hoảng viên phổi vũ hán đang diễn ra Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích sự yếu kém của WHO, cũng như việc tổ chức này đồng lõa với Bắc Kinh trong cách phản ứng với đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 5 cảnh báo sẽ ngưng tài trợ vĩnh viễn cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO nếu cơ quan này không cam kết cải thiện trong vòng 30 ngày. Ông Trump cảnh báo đóng cửa các công ty truyền thông xã hội. Reuters đưa tin, Tổng thống Trump vào tháng thứ Tư cảnh báo áp chế tài mới hoặc thậm chí đóng cửa các công ty truyền thông xã hội theo Twitter, dán nhãn cảnh báo các bài đăng của ông. Ông Trump chỉ trích những công ty công nghệ này đã tìm nhiều cách để bịt miệng những người bảo vệ văn hóa truyền thống và cảnh báo chúng tôi sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng chúng trước khi chúng tôi để chuyện này xảy ra. Sau đó, ông Trump viết trên Twitter. Twitter hiện đã cho thấy rằng tất cả những gì chúng ta đã nói về họ và những đồng đảng của họ là chính xác. Hành động lớn sẽ đến với họ. Reuters, Mỹ sắp buộc tội vợ của Maduro. Hoa Kỳ đang chuẩn bị buộc tội vợ của Tổng thống Venezuela, Nic Nicola Maduro, bà Cecilia Flores, trong thời gian tới với nhiều tội danh, trong đó có tội buôn bán ma túy và tham nhũng, bốn nguồn thạo tin nói với Reuters. Tuy nhiên, Nicole Navas, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã từ chối bình luận về thông tin này. Bà Flores và văn phòng của bà tại Quốc hội Venezuela, không trả lời các câu hỏi về vấn đề này của Rodos. Bộ trưởng thông tin của chính phủ Maduro, ông Jorge Rodriguez, nói với Rodos rằng các câu hỏi về bản cáo trạng có thể có của Hoa Kỳ về bà Flores là vô khống và xúc phạm, nhưng lại không giải thích quan điểm của mình. Nga hoãn thượng đỉnh BRICS vì Corona ngày 27 tháng 5, Nga tuyên bố hoãn cuộc họp thượng đỉnh của các nước BRICS dự trù tổ chức tại St. Petersburg vào tháng 7 năm nay vì virus corona lây lan. BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hội nghị của SCO tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng được hoãn lại các sự kiện này dự trù được tổ chức tại St. Petersburg từ 21 đến 23 tháng 7. Lịch mới cho các cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được quyết định tùy theo những diễn biến của tình hình dịch bệnh tại các nước trong nhóm và trên thế giới, ban tổ chức cho biết. Tin nước Đức, hơn một triệu khẩu trang nhập từ Việt Nam giả mạo, chất lượng FFP2 bị tịch thu hôm qua ngày 27 tháng 5 năm 2020, đài truyền hình và báo chí Đức đồng loạt đưa tin Sở Cảnh sát Hình sự bang mecklenburg vorpommern thuộc miền đông nước Đức vừa tịch thu một số lượng lớn khẩu trang giả mạo chất lượng cao loại FFP2 nhập từ Việt Nam sang. Trước đây, báo chí Đức thường đưa tin về khẩu trang và các thiết bị y tế kém chất lượng hoặc hư hỏng nhập từ Trung Quốc bây giờ đến lực khẩu trang giả mạo chất lượng nhập từ việt nam theo ước tính ban đầu cảnh sát ở vùng louis parcham đã tịch thu ít nhất một triệu khẩu trang đây là tang chứng của một vụ gian lận thương mại lường gạt người tiêu thụ có thể ở quy mô lớn các nhân viên của sở cảnh sát hình sự bang này đã tịch thu khẩu trang từ một căn hộ một trụ sở công ty một nhà kho liên hợp ở gần Carroll Hai người đàn ông 52 và 32 tuổi sở hữu các kho chứa này một căn hộ cùng một phụ nữ 34 tuổi ở Dresden cũng bị lục soát vì có liên quan Ba người này bị tình nghi là đã nhập khẩu trang từ Việt Nam sang Đức và ra bán chúng dưới hạng dưới dạng khẩu trang có chất lượng cao loại FFP2 Mặc dù các khẩu trang này không hề có giấy phép kiểm nhận cũng như không có chất lượng theo tiêu chuẩn FFP2. Cảnh sát hiện không biết ba nghi can đã bán được bao nhiêu chiếc khẩu trang giả chất lượng trên và khách hàng là những ai. Hiện nay, cảnh sát đang tiếp tục điều tra có bao nhiêu khẩu trang giả mạo này đã được bán ra thị trường. Công tố viện tiến hành điều tra ba nghi can này về tội trạng gian lận thương mại và vi phạm đạo luật, thiết bị y tế. Hiếu Ba Linh Tổng Hợp Người gốc Việt trở thành cố vấn pháp lý cho các phiên tòa trực xuất của ICE. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa bổ nhiệm luật sư, thẩm phán gốc Việt Tony Phạm vào chức cố vấn trưởng pháp lý của cơ quan thực thi di trú và Hải quan Hoa Kỳ, ICE tại thủ đô Washington, lãnh đạo hơn 1.100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Văn phòng cố vấn trưởng pháp Office of the Principal Legal Advisor, OPLA, do thẩm phán Tony Phạm lãnh đạo là cơ quan pháp lý lớn nhất tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, và đây cũng là cơ quan đại diện duy nhất của DHS trong các phiên tòa xét xử trục xuất người nhập cư bao gồm các trường hợp khủng bố và vi phạm nhân quyền. Ông Tony Phạm có nhiệm vụ cố vấn pháp lý cho hơn 1.500 các nhân viên của OPLA giúp thực thi luật nhập cư và luật hải quan của Hoa Kỳ, quản lý ngân sách hàng năm đến 290 triệu đô ngoài trụ sở chính tại thủ đô Washington. OPLA còn có 25 văn phòng công tố viên trưởng tại hơn 60 khu vực trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn với VOA nhân dịp Hoa Kỳ danh người Việt gốc Mỹ. Trong tháng 5, luật sư Tony Phạm viết, tôi rất vinh hạnh là người Mỹ gốc Á đầu tiên duy nhất đảm nhận chức cố vấn trưởng pháp. Lý cho ICE, tôi cũng là người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này. 45 năm về trước, vào ngày 19 tháng 4 năm 1975, khi mới hai tuổi, ông cùng gia đình đã rời Việt Nam, chỉ hai tuần trước khi Sài Gòn sụp đổ. 45 năm sau, đứa trẻ tị nạn sợ hãi đó đã trở thành cố vấn trưởng pháp lý cho ai trực thuộc DSS. Sự hy sinh của thế hệ trước làm cho quyết tâm cống hiến cộng đồng của tôi càng thêm mạnh mẽ, luật sư Tony Phạm chia sẻ. Là con trai của cựu trung tá công binh Việt Nam Cộng Hòa, Ông Tony Phạm luôn tri ân những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông viết trên Facebook dịp kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi nghĩ về 58.000 quân nhân đã bị giết ở Việt Nam. Tôi nghĩ về hơn 1.200 người đang mất tích trong chiến tranh. Tôi nghĩ về hàng ngàn gia đình đã bị đẩy lên những chiếc thuyền chạy trốn khỏi Việt Nam rồi lên đen trên biển Đông. Cố vấn trưởng pháp lý, A. Tony Phạm chia sẻ với VVA khi cộng đồng của chúng tôi bắt đầu hành trình tới mỹ cha mẹ chúng tôi phải vật lộn để học ngôn ngữ mới một nền văn hóa mới và bắt đầu lại từ đầu các cựu quân nhân việt nam cộng hòa của chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ đất nước chúng tôi trong chiến bại nhiều người đã trả giá đắt bằng cả hy sinh mạng của họ ông nói thêm lịch sử của gốc việt ở mỹ là cuộc đấu tranh của cộng đồng của chúng tôi luôn luôn là điều thôi thúc chúng tôi cam kết phục vụ cho cộng công cộng trọn đời. Hồng Kông, chính quyền huy động lực lượng hùng hậu giải tán biểu tình. Hôm ngày 27 tháng 5 năm 2020, chính quyền Hồng Kông đã huy động một lực lượng cảnh sát hùng hậu để giải tán những người biểu tình phản đối dự luật xem hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc là một tội hình sự. Theo hãng AFP, Khoảng 100 người biểu tình tập trung tại khu thương mại đã bị cảnh sát bắn hơi cay, giải tán vào trưa nay. Cuộc biểu tình diễn ra lúc Hội đồng lập pháp Hồng Kông đang thảo luận về dự án sự hóa hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Những người bị kết tội xúc phạm quốc ca có thể lãnh án đến 3 năm tù. Đối với phong trào dân chủ, dư luận này là một sự vi phạm quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông, nhất là văn bản này được đưa vào thảo luận ngay sau Bắc Kinh quyết định áp đặt một luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính này. Ba sinh viên mới tốt nghiệp cùng với các nhân viên cứu hộ tình nguyện giải thích chuyển biến tư tưởng của họ. Không một ai dù là chúng tôi hay bất cứ một công dân nào khác có thể xuống đường biểu tình dù là một cách ôn hòa hay với bạo lực. Điều đó có nghĩa là không còn cái gọi là một quốc gia hai chế độ. Họ vẫn muốn áp đặt lên chúng tôi nguyên tắc một quốc gia một chế độ và đưa Hồng Kông vào trong Trung Quốc. Những thanh thiên này khẳng định nền độc lập là con đường duy nhất để bảo tồn quyền tự do của Hồng Kông. Như vậy, họ tạo cớ cho Bắc Kinh khi bắt từ đầu vẫn xem họ như những kẻ ly khai mà không thấy rằng 92 tháng đàn áp dữ dội. Và chính thái độ cước từ đối thoại của chính quyền đã dẫn đến sự thay đổi của phong trào biểu tình. Donald Trump hứa hành động hôm qua Tổng thống Donald Trump đã hứa là đây đến cuối tuần sẽ có hành động đáp trả việc Bắc Kinh muốn áp đặt đạo luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, cảnh cáo rằng đạo luật này có thể khiến đặc khu hành chính mất đi quy chế thị trường, tài chính hàng đầu thế giới. Tây Ban Nha đệ quốc tan các nhận nạn nhân COVID-19 hôm nay ngày 27 tháng 5 2020, Tây Ban Nha bắt đầu để quốc tang 10 ngày để tưởng niệm hơn 27.000 nạn nhân của dịch COVID-19 tại nước này. Khi thông báo quyết định trên mạng xã hội hôm qua, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết đây là quốc tang dài nhất trong lịch sử của nền dân chủ Tây Ban Nha. Toàn bộ các công thự sẽ để cờ rủ một buổi lễ chính thức dưới dự chủ trì của quốc vương Philippines. 6 sẽ được tổ chức vào một ngày chưa được ấn định để tưởng niệm các nạn nhân của dịch 19 mà 80% những người trên 70 tuổi. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia châu Âu bị dịch nặng nhất với 27.117 ca tử vong và hơn 236.000 ca nhiễm theo thống kết mới nhất. Đức Cháu dài giãn cách xã hội đến ngày 29 tháng 6. Hôm qua, ngày 26 tháng 5, 2020, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel thông báo các quy định về giãn cách xã hội tại Đức sẽ được chuyển hạn đến ngày 29 tháng 6. Chính quyền liên bang và 16 bang của Đức đã quyết định tại những nơi công cộng có thể tụ tập đến 10 người hoặc hai gia đình. Tuy nhiên, họ khuyến cáo người dân hạn chế tối đa số người tiếp xúc đồng thời nên tổ chức các cuộc họp mặt ở trên ngoài, nơi mà nguy cơ lây nhiễm thấp hơn trong những nơi kín hơi. Tính đến hôm qua tại Đức, theo số liệu của viện Robert Koch gần 180.000 ca nhiễm virus corona được ghi nhận và khoảng 8.300 ca tử vong. Anh Quốc, Thủ tướng Johnson bị chất vấn ở Quốc hội Tại Anh Quốc, hôm 27 tháng 5, Thủ tướng Boris Johnson phải trả lời chất vấn của các nghị sĩ quốc hội về cách thức phòng chống dịch COVID-19 và nhất là về việc ông vẫn ủng hộ cố vấn Dominic Cummings sự báo buộc đã vi phạm lệnh phong tỏa, cố vấn của thủ tướng Johnson đã bị phát hiện đi đến nhà bố mẹ ở Durham cách London đến 400.000 km vào lúc toàn bộ nước Anh đang bị phong tỏa và dân Anh buộc phải ở trong nhà. Vụ tai tiếng này vẫn chiếm trang nhất của các báo Anh quốc trong suốt năm ngày qua theo kết quả của một cuộc thăm dò, có 59% dân Anh đòi ông Cummings phải từ chức gần 40 dân biểu thuộc đảng bảo thủ của Thủ tướng Johnson cũng yêu cầu cố vấn của ông phải rời khỏi chính phủ. Trước đó, quốc vụ Khanh đặc trách Scotland Douglas Ross đã từ chức để tỏ thái độ bất bình. Putin đỉnh dịch ở Nga đã qua, còn tại Nga Tổng thống Vladimir Putin cho rằng đỉnh dịch đã qua cho nên hôm qua ông đã ra lệnh tổ chức các cuộc Cuộc biểu binh mừng chiến thắng Đức quốc xã vào ngày 24 tháng 6 mỗi năm, cuộc diễn binh này ngày 9 tháng 5 vẫn là dịp để cổ vũ tinh thần yêu nước và phô trương sức mạnh quân sự Nga, nhưng do tình hình dịch Covid-19 cho nên hôm tháng, ngày 5 tháng 9 Nga đã chỉ tiến hành những nghi lễ với quy mô rất khiêm tốn. Tại Nga, số ca nhiễm mới mỗi ngày đang giảm, đi từ ngày 12 tháng 5 lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ một cách thận trọng và với mức độ tùy theo vùng nhưng tại Moscow trung tâm dịch Covid-19 các biện pháp nghiêm ngặt vẫn có hiệu lực cho đến cuối tháng này đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp lại gây tranh cãi với một bức biếm họa chống Mỹ trên tài khoản Twitter của đại sứ quán Trung Quốc tại Paris ngày 24 tháng 5 2020 đã xuất hiện một bức biếm họa xúc phạm Hoa Kỳ bài đăng này đã lập tức gây nhiều phản ứng dữ dội. Trước lần sóng phẫn nộ, cơ quan đại diện của Bắc Kinh đã phải lên tiếng biện minh rằng tài khoản Twitter của họ đã bị tin tặc thâm nhập và để đăng bức biếm họa gây tranh cãi, điều được cho là khó tin. Trong một tin nhắn Twitter để ngày 25 tháng 5, đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp khẳng định một người nào đó đã thâm nhập tài khoản Twitter của họ để công bố một bài đăng giả mạo bao gồm một bức biếm họa mang tựa đề Ai là người kế tiếp? KS Bookstream. Theo ghi nhận của hãng AFP, ngay sau khi bức biếm họa được công bố trên tài khoản Twitter của đại sứ Trung Quốc tại Paris, nhiều phản ứng dữ dội đã xuất hiện trên mạng xã hội và ít lâu sau bức tranh đã bị xóa. Bức biếm họa gây tranh cãi, vẽ một hình một thần chết, người quấn một lá cờ Mỹ gõ cửa một căn phòng bên trên ghi chữ Hồng Kông bằng tiếng Anh và tiếng Hoa. Trước Hồng Kông là một loạt những căn phòng khác mở cửa với máu chảy ra lên láng. Bên trên ghi Iraq, Libya, Syria, Ukraine, Venezuela. Trên lưỡi hái của thần chết là có một cái vết giống như ngôi sao David biểu tượng của người Do Thái. Bài đăng trên tài khoản Twitter của đại sứ quán Trung Quốc đã bị nhiều dân cư mạng coi là một thông điệp. Bài do Thái lấy lại một thuyết âm mưu về một liên minh Mỹ do Thái có thể gây bất ổn, ổn định tại Hồng Kông. Trong tin nhắn, đến chính sau khi nói là tài khoản mình bị tin tặc tấn công, cơ quan đại diện Trung Quốc tại Pháp đã lên án vụ việc và khẳng định rằng Bắc Kinh luôn luôn gắn bó với nguyên tắc trung thực, khách quan với hợp lý của thông tin, không ai tin vào lời cải chính của đại sứ Trung Quốc. Theo AFP, ông Anton Bodas, giảng viên trường đại học chính trị Science Po Paris đã không ngần ngại nhận định rằng đó là một hành động đê hèn và bài do thái. Nhiều dân cư mạng khác đã đòi sứ quán Trung Quốc phải xin lỗi. Luật an ninh Hồng Kông giới hạn áp lực Mỹ đối với Bắc Kinh. Từ nay đến cuối tuần, Hoa Kỳ sẽ công bố kế hoạch trả đũa Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông với những biện pháp mạnh mẽ. Tuyên bố này được chính Tổng thống Donald Trump cho biết hai ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về dự luận nhằm chấm dứt các cuộc xuống đường đòi dân chủ kéo dài từ hơn một năm nay tại Hồng Kông. Khai tử mô hình một quốc gia hai chế độ của đặc khu hành chính này, Washington có thể can thiệp dưới những hình thức nào và áp lực của chính quyền Mỹ để hiệu quả đến đâu? Trả lời bài báo ngày 26 tháng 5, 2020. Tổng thống Trump cho biết sẽ thông báo trước cuối tuần kế hoạch đáp trả mạnh mẽ luật an ninh Hồng Kông do Bắc Kinh định đoạt. Nhà trắng không hài lòng lúc chút nào khi thấy Hoa lục đang tước quyền tự do của đặc khu hình chính này, Hoa Kỳ khó thể tin rằng Hồng Kông tiếp tục là lá phổi tài chính của châu Á một khi hoàn toàn được đặt dưới sự điều hành của Bắc Kinh. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có áp đặt một số biện pháp trừng phạt Trung Quốc hay không, nguyên thủ Mỹ úp mở cho rằng đây là điều rất thú vị. Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng Bắc Kinh phạm sai lầm khi đưa đạo luật an ninh Hồng Kông. Cùng lúc Thượng viện Mỹ cam kết nhanh chóng thông qua dự luật cho phép Washington trừng phạt, nhắm vào một số quan chức Trung Quốc trà đạp các quyền tự do Hồng Kông, Thượng sĩ Pat Toomey của bên đảng Cộng Hòa, một trong những người chủ xuất xướng dư luận cho cho rằng động chạm đến những quyền lợi kinh tế và tài chính Bắc Kinh sẽ chắc chắn phải suy nghĩ lại trước khi ban hành luật an ninh Hồng Kông và ông hy vọng tránh được kịch bản xấu nhất cho dân Hồng Kông. Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 27 tháng 5 2020 đưa ra danh sách hàng loạt các biện pháp trừng phạt có thể nhắm vào Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh ban hành luật an ninh Hồng Kông. Trong số này bao gồm khả năng phong tỏa tài sản và kiểm soát các luồng giao dịch của một số quan chức doanh nghiệp Trung Quốc đến việc giới hạn cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vẫn theo phân tích của hãng Bloomberg, quyết định của Hoa Kỳ có thể trọng lượng và thời điểm ngoại trưởng Pompei luôn khuôn khổ luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông được thông qua vào tháng 11 2019 chuẩn bị điều trần trước Hạ viện xem cho các quyền tự do dân chủ và quy chế tự trị của đặc khu hành chính này có thực sự được tôn trọng hay không? Trong trường hợp câu trả lời này là không thì Nhà Trắng có quyền rút lại quy chế đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông bắt 300 người biểu tình phản đối dự luật an ninh. Cảnh sát Hồng Kông đã bắn tiêu cây và thực hiện 300 vụ bắt giữ sau khi hàng nghìn người xuống đường ngày 27 tháng 5 để phản đối dự luật an ninh quốc gia trung quốc và cộng đồng quốc tế lo ngại sẽ xâm phạm tới các quyền tự do ở thành phố ngay tại trung tâm tài chính hồng kông cảnh sát chống loạn đã sử dụng tiêu cây để giải tán đám đông ở một số nơi khác trong thành phố cảnh sát hàng chục người bị nghi tham gia biểu tình bắt họ ngồi trên vỉa hè rồi lục soát đồ đạc của họ cảnh sát thực hiện việc đông đảo quanh hội đồng lập pháp để ngăn chặn người biểu tình tìm cách cản trở các cuộc tranh luận về dự luật vốn sẽ là hình sự hóa việc không tôn trọng quốc ca Trung Quốc dự thảo luật dự sẽ kiến sẽ có hiệu lực vào tháng tới giận dữ vì nguy cơ các quyền tự do của Hồng Kông bị đe dọa người dân mọi lứa tuổi đã xuống đường một số mặc đồ đen một số khác đồ văn phòng hoặc đồng phục học sinh một số dùng ô dù để che mặt giống như các trong các cuộc xuống đường đôi khi đầy bạo lực ở Hồng Kông năm ngoái, nhiều hàng quán, ngân hàng, văn phòng đóng cửa sớm. Các cuộc biểu tình mới nhất xảy ra sau khi chính phủ Trung Quốc công bố dự luật an ninh quốc gia nhằm mục đích xử lý các hoạt động được cho là ly khai, lật đổ và khủng bố ở Hồng Kông, Hoa Kỳ, an ninh liên minh châu Âu cũng như nhiều nước khác đã bày tỏ quan ngại về dự luật này. Mỹ dự kiến sẽ phê duyệt dự luật duy ngô nhĩ trong tuần này theo nếu được tổng thống trump ký thành luật washington có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức trung quốc về các trại giam giữ ở tân cương năm ngoái dư luận ngô duy ngô nhĩ đã được các nhà lập pháp đề trình nhằm phản ứng lại việc giam giữ quy mô lớn của người duy ngô nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số hồi giáo khác tại khu tự trị Tân Cương. Hôm 14 tháng 5, Thượng viện đã thông qua dư luận, dư luật bỏ đi phần siết chặt kiểm soát xuất khẩu được đề xuất trong phiên bản do Hạ viện chấp thuận vào tháng 12 năm 2019. Đạo luật này chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ sẽ chuyển đến Hạ viện hôm nay, 27 tháng 5 và dự kiến sẽ được xem xét và không cần theo các quy tắc thông thường. Một thủ tục thường được sử dụng để thông qua nhanh chóng một luật không có tranh cãi nếu Hạ viện phê chuẩn như dự kiến dự luật này sẽ được chuyển đến Tổng thống Trump để ký thành luật. Ông có thể từ chối chấp thuận việc này nhưng phủ quyết của Tổng thống có thể bị bác bỏ bởi 2 phần 3 thành viên của Quốc hội. Đạo luật này sẽ mở đường cho việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc về việc đối xử với các nhóm dân tộc thiểu số ở miền Tây Trung Quốc cùng với các vấn đề nhân quyền nóng bỏng khác như Hồng Kông, dự luật duy ngô nhĩ nhận được sự ủng hộ áp đảo của các nhà lập pháp cỡ hai đảng chủ tịch hạ viện nancy pelosi đảng viên dân chủ của liên bang california đã cáo buộc chính phủ trung quốc ngược đãi và đàn áp không ngừng những người duy ngô nhĩ bắc kinh gọi các trạm giam giữ quy mô lớn tại tân cương là các trung tâm huấn luyện giáo dục thường xuyên chỉ trích bất cứ ai lên tiếng hoặc kêu gọi đưa đến vấn đề này ra luật pháp khi Hạ viện Mỹ thông qua phiên bản trước của dự luật vào tháng 12 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ ngăn chặn dự luật này để trở thành luật và đe dọa các biện pháp trả đũa tùy theo hình thức diễn biến như thế nào. Nghị sĩ Hồng Kông ném rau củ thối khi tranh luận dự luật quốc ca Trung Quốc. Dân trí bất bình vì phe dân chủ ít được lên tiếng. Một nghị sĩ đối lập của Hồng Kông đã ném rau củ thối về phía Chủ tịch Hội đồng Lập pháp khi tranh luận dư luật cảm xúc phạm, dư luận cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Lực lượng an ninh đã được triển khai vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hồng Kông hôm nay ngày 28 tháng 5, sau khi nghị sĩ đối lập Ted Hui Chi Phong ném rau củ thối về phía Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Andrew Long. Các nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt và đưa nghị sĩ thét Hui khỏi phòng họp và cuộc họp buộc phải hoãn lúc 11 giờ. Một nữ nghị sĩ có mặt tại phòng họp đã phải nhập viện sau khi cho biết bà cảm thấy không được khỏe khi hít phải mùi lạ. Nhân viên của tòa nhà đã dọn dẹp túi rau, củ thối và làm sạch phòng họp. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cũng được điều động đến hiện trường để kiểm tra liệu phòng họp đã an toàn cho những người ở bên trong. Sự việc xảy ra khi các nghị sĩ tại Hội đồng Lập pháp Hồng Kông tranh cãi gay gắt về dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Phiên tranh luận thứ hai diễn ra bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay, nhưng bị gián đoạn nhiều lần khi các nghị sĩ đối lập thể hiện quan điểm bất đồng với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp. Đến khi phiên họp, nối lại lúc 11 giờ, nghị sĩ huy bất ngờ tiến về phía ông lùng và ném túi rau củ thối một chất nhầy màu nâu nhạt chảy ra sau đó và khiến mùi khó chịu bốc lên nghị sĩ huy nói ông dùng túi rau củ thối để phản đối ông lùng khi ông này ít trao cơ hội bày tỏ quan điểm của các nghị sĩ dân chủ về dự luật cấm xúc phạm quốc ca trung quốc dự luật này đang gây tranh cãi trong dự luận ở hồng kông nếu được thông qua dự luật sẽ điều chỉnh việc sử dụng và trình diễn quốc ca Trung Quốc. Theo dự luật, học học sinh tiểu học và trung học phải được dạy hát quốc ca Trung Quốc cùng các lịch sử và nghi thức kèm theo. Dự luật bao gồm các điều khoản trừng phạt những người bị kết tội xúc phạm quốc ca Trung Quốc, những người vi phạm hoặc bị phạt tiền và hoặc bị kết nối tối đa 3 năm tù. Trung Quốc mở rộng phạm vi dự luật an ninh Hồng Kông. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP ngày 27 tháng 5 đưa tin dự luật an ninh Hồng Kông đã được sửa đổi một cách bất ngờ, mở rộng phạm vi vì các hành động bị cấm, được cho là đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Tờ RTK đưa tin, các luật sư đại lục, những người đã xử lý các trường hợp liên quan à an ninh trước đây. Nói rằng thay đổi này không chỉ bao gồm cá nhân mà còn bao gồm cả các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Dự luật dự kiến được bỏ phiếu ngày 28 tháng 5, sau đó được đưa tới Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NBC), cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc để được soạn thảo một cách chi tiết. Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay vào người biểu tình. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã bắn đạn hơi cay vào người biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền đặc khu. Họ biểu tình phản đối dự luật Quốc ca và dự luật an ninh quốc gia. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 240 người theo Hồng Kông Free Press. Trưa ngày 27 tháng 5, hàng trăm người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình ở khu vực Causeway Bay và Trung Khu Hoàn. Họ hô vang những khẩu hiệu dân chủ, độc lập cho Hồng Kông là lối thoát duy nhất, một quốc gia, một Hồng Kông. Iran họp quốc hội Hãng tin Reuters cho biết, quốc hội mới của Iran ngày 27 tháng 5 đã họp trong bối cảnh nước này đang phải nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Đây là cuộc họp đầu tiên sau cuộc bầu cử tháng 2 vừa qua các nghị sĩ phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội khi họp. Nhật bắt nghi phạm, đốt xưởng phim. Ngày 27 tháng 5, cảnh sát Nhật chính thức bắt Shinji Eoba, 42 tuổi, người bị nghi phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Kyoto Amination khiến 36 người chết năm ngoái, theo AFP. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết Eoba tới xưởng phim đổ xăng vào bên trong tòa nhà và đốt lửa khiến 22 phụ nữ và 14 nam giới bên trong thiệt mạng. Cảnh sát đã tìm thấy Eoba ngay sau khi vụ hỏa hoạn với những vết bỏng nghiêm trọng, y được chuyển tới bệnh viện điều trị và bất tỉnh trong nhiều tuần. Eoba đã nhận tội, song động cơ phóng hỏa của y vẫn chưa sáng tỏ, một số nguồn tin cho biết Eoba từng cáo buộc kỳ ô tô Amination ăn cắp các tác phẩm của mình. Luật trừng phạt Trung Quốc được Hạ viện thông qua, sẵn sàng chờ Tổng thống Trump ký ban hành. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 đã thông qua một đạo luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc về tội giam giữ và tra tấn những người duy ngô nhĩ ở Tân Cương. Đây là lần đầu tiên Hạ viện bỏ phiếu dựa trên mạng, máy tính, trong khi các nghị sĩ ngồi ở nhà nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona. Dù chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề, kể cả việc bỏ phiếu qua mạng, các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trong Hạ viện đã được một tỷ lệ ủng hộ áp đảo đối với dự luật S3744, cụ thể của cụ thể có 413 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống dự luật cũng đã được thông qua với đại đa số phiếu thuận ở Thượng viện hồi đầu tháng này. Giờ đây, đạo luật sẽ được đặt lên bàn của Tổng thống Donald Trump để chờ ký ban hành. Bloomberg đưa tin, Tổng thống Trump nói với các phóng viên về đạo luật này hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 5, chúng tôi sẽ xem xét nó rất kỹ lưỡng. Nếu ông Trump ký phát đạo luật S-3744 Giới quan sát nhận định mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng. Trung Quốc đã cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa bất kỳ lệnh trừng phạt nào và bác bỏ những cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Đạo luật trừng phạt Bắc Kinh được thông qua hôm thứ tư sẽ cho Tổng thống Trump 180 ngày để lập danh sách các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm. Những quan chức đó sau đó phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có quyền miễn trừ cho một số cá nhân nếu ông cho rằng việc miễn trừ đó vì lợi ích quốc gia. Trung Quốc muốn sử dụng hệ thống truy dấu Covid-19 để giám sát công dân. Các quan chức Trung Quốc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đang xem xét sử dụng hệ thống đánh giá sức khỏe trên điện thoại di động vốn được phát triển để truy dấu COVID-19 vào giám sát toàn diện công dân, theo Wall Street Journal đưa tin. Công nghệ truy dấu COVID-19 qua ứng dụng điện thoại thông minh cho một trung tâm công nghệ đặt gần thành phố Thượng Hải phát triển đầu tiên. Thượng Hải cũng một trong những thành phố đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ này để truy dấu COVID-19 ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh của người dân sẽ được truy dấu lịch sử đi di chuyển và điều kiện sức khỏe của chủ nhân chiếc điện thoại, sau đó đưa thông tin báo người rủi ro này có ro nhiễm virus hay không. Giới chức Trung Quốc cũng sử dụng các ứng dụng đánh giá sức khỏe dựa vào mã QR để quản lý hoạt động đi lại của người dân, cũng người những người đã tới điểm nóng về lây nhiễm COVID-19 sẽ bị liệt vào nhóm mã vạch màu đỏ và được yêu cầu phải tự cách ly. Trong khi đó, những người không di chuyển tới các vùng rủi ro sức khỏe sẽ được cấp mã vạch màu xanh lá cây và họ được đi lại tự do. Vào đầu năm 2017, báo chí Trung Quốc và quốc tế đưa tin chính quyền Trung Quốc đã sử dụng hệ thống tín nhiệm xã hội để chấm điểm công dân. Hệ thống này dựa vào hành vi của người dân từ mua sắm và nói bất cứ điều gì để cho điểm tín nhiệm. Những người có điểm tín nhiệm thấp sẽ bị phạt, kẻ kể cả cấm di chuyển bằng máy bay. Theo Wall Street Journal, chế độ Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách một lần bất tính mãi mãi bị kiểm soát của chủ tập tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 2017. Wall Street Journal dẫn thông tin đưa trang web Ủy ban Sức khỏe thành phố Hàng Châu cho biết Ủy ban này hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 5 nói rằng họ đang xem xét duy trì vĩnh viễn ứng dụng truy dấu công dân qua điện thoại. EU yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng tự trị của Hồng Kông Liên minh Âu Châu hôm 26 tháng 5 kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông và cam kết gây áp lực với Bắc Kinh theo Reuters. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền tự do cao độ của Hồng Kông theo các điều luật cơ bản và cam kết quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael trả lời phỏng vấn sau hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Brussels, Bỉ hôm 26 tháng 5 chúng tôi thường xuyên đối thoại với giới Trung Quốc, Trung Quốc để bày tỏ quan điểm cũng như bảo vệ lợi ích của khối. Tất nhiên, chúng tôi cũng ủng hộ nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, ông Charles Michael nói thêm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng khẳng định, chúng tôi rất rõ ràng EU không ngây thờ trước các hành vi của Trung Quốc ở cấp độ quốc tế, ông Michael khẳng định. YouTube xóa bỏ bình luận chỉ trích Bắc Kinh YouTube đang tự động xóa bỏ các bình luận có chứa một số cụm từ mang ý chỉ chích chính quyền Trung Quốc. YouTube đã xác nhận việc này với The Verge vào những và bào chữa rằng đó là do hệ thống hoạt động lỗi của công ty đang xem xét xử lý. Theo bản tin hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 của The Verge, theo The Verge, YouTube đã không giải thích rõ về các cơ chế hoặc lý do tại sao lỗi này xảy ra, nhưng họ cho biết đó không phải là kết quả của bất kỳ thay đổi nào trong chính sách kiểm duyệt thông tin của họ. Tuy nhiên, The Verge xuất hiện lỗi trên YouTube đã diễn ra trong suốt hơn nửa năm. Tờ báo này đặt nghi vấn rằng tại sao một số lỗi đơn giản như vậy mà không nhưng lại không được khắc phục sớm. The Verge đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các bình luận chỉ trích Bắc Kinh bị xóa kể từ đầu tháng 10 2019. Vấn đề này đã được nêu ra trên các trang trợ giúp chính thức của YouTube. Nhiều người đã dùng và xác nhận việc các bình luận phơi bày sự thật về chính quyền trung quốc trên youtube bị xóa khoa học gia ấn độ xác nhận thuốc sốt rét phòng được encovum vì các nhà nghiên cứu ấn độ phát hiện hydroxide chlorine có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus vũ hán Epoch time đưa tin hôm thứ ba ba nghiên cứu gần đây đã chứng minh loại thuốc trị sốt rét hydroxide chlorine mà các quan chức đang khuyến nghị tất cả các nhân viên y tế sử dụng là có hiệu quả. Các quan chức cho rằng các nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hay không thì vẫn nên dùng hydroxychloroquine như một biện pháp phòng ngừa. Theo hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ, các nhân viên tuyến đầu chống dịch COVID bao gồm các sĩ quan cảnh sát nên dùng thuốc và ngay cả với những người không biểu hiện triệu chứng nhưng tiếp xúc gần bệnh nhân viêm phổi hán cũng nên sử dụng loại thuốc này. Ông Trump nói sẽ rút quân khỏi Afghanistan sớm nhất có thể. Tổng thống Trump hôm thứ Ba đã đề cập lại việc rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan nhưng chưa đặt ra lịch biểu cụ để cho việc này theo Rauders. Chúng tôi đã ở đó 19 năm mà tôi nghĩ rằng như thế là đủ chúng tôi luôn có thể trở về nếu muốn, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Khi được hỏi về liệu ngày lễ tạ ơn ngày 26 tháng 1 có phải là đích cuối cùng để rút quân hay không? Ông Trump nói không, tôi không đặt mục tiêu, nhưng càng sớm là càng rất là hợp lý. Mất một khoảng thời gian, nhưng càng sớm càng tốt là hợp lý. Carrie Lam tuyên bố luật an ninh không làm Hồng Kông mất tự do. Rauder đưa tin lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam hôm nay tuyên bố luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đề xuất sẽ không làm mất đi sự tự do của thành phố, Chúng ta không cần phải lo lắng bà Lâm nói trong cuộc họp báo. Trong hai năm qua, bất cứ khi nào mọi người lo ngại về quyền tự do ngôn luận và tự do kháng nghị của Hồng Kông, thì Hồng Kông đã liên tục chứng minh rằng chúng tôi có thể duy trì và bảo tồn những giá trị đó, trưởng đặc khu nhấn mạnh. Tuy nhiên, cũng giống như những người ủng hộ dư luật ở Bắc Kinh, bà Lâm không đề cập đến các quyền tự do mà Hồng Kông có quyền hưởng sẽ được duy trì như thế nào, mặc dù nhiều quan chức Bắc Kinh mà bà Lâm hứa hẹn luật an ninh quốc gia sẽ không ảnh hưởng tới dân cư của hòn đảo cũng như sự tự do tại nơi đây. Song các nhà ủng hộ dân chủ Hồng Kông cho rằng việc dự luật được thông qua sẽ là dấu chấm hết cho chính sách một quốc gia hai chế độ. Hàng ngàn người dân Hồng Kông chiều 24 tháng 5 đã xuống đường phản đối dự luật của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói luật an ninh quốc gia là hồi chuông báo tử cho sự tự do của Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump cũng từng cảnh cáo ông sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Bắc Kinh bằng hành luật này. WHO dừng thử nghiệm thuốc sốt rét để điều trị COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ngừng thử nghiệm thuốc sốt rét hydroxide cho các bệnh nhân mắc COVID-19 lo ngại về vấn đề an toàn theo AFP. Tổng giám đốc WHO Tedro Adhoman Ghebreyesus đã biết dữ liệu an toàn của thuốc trị sốc rét hydroxychloroquine đang được xem xét. Động thái này của WHO được đưa ra sau khi The Lancet tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh tuần qua công bố kết quả nghiên cứu cho thấy dùng hydroxychloroquine để điều trị COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Trực thăng quân sự Nga rơi 4 người thiệt mạng. Tờ Radio Free Europe cho biết một trực thăng Mi-8 của không quân Nga đã bị rớt sáng sớm nay ở thị trấn Andir, tỉnh Chukota của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân có thể là do lỗi kỹ thuật. Trên máy bay có 3 thành viên phi hành đoàn và một kỹ thuật viên. Tất cả đã thiệt mạng. Vua sòng bài Macau qua đời. Ông Stanley Hồ Hân Sinh, người được mệnh danh là vua sòng bài Macau đã qua đời hôm nay ở 98 tuổi. AFP dẫn tin từ gia đình ông Stanley cho biết ông qua đời vào lúc 1 giờ chiều trong bệnh viện. Theo tờ Bưu Điện Hoa, buổi sáng SCMP, Stanley là ông trùm kinh doanh tại Hồng Kông và Macau. Cao với đế chế kinh doanh quyền lực của SJM doanh nghiệp được định giá khoảng 6,4 tỷ đô la. Ông Stanley Ho cũng là người đã đưa Macau Cao vượt Las Vegas trở thành kinh đô sông bại của thế giới. Stanley có 17 người con với 4 người vợ ông từng phải tái cấu trúc công ty sau một cuộc chiến pháp lý dài về tài sản trong gia đình năm 2012. Phát hiện 13 người tự xưng đại biểu Đài Loan dự họp Quốc hội Trung Quốc. Báo Đài Loan Taiwan News đã phát hiện một điều bất thường trong phiên họp hôm 22 tháng 5 của Quốc hội Trung Quốc, còn gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Đó là sự xuất hiện của 13 người tự xưng là các đại biểu của tỉnh Đài Loan thậm chí còn bày tỏ quyết tâm và tin tưởng vào việc thống nhất với Trung Quốc ở đại lục. Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc là vùng lãnh thổ có chính phủ độc lập nhưng bị Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. Trong phiên họp Quốc hội hôm 22 tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng Bắc Kinh khuyến khích người dân Đài Loan phản đối Đài Loan độc lập và thúc đẩy thống nhất với đại lục sau khi tham dự phiên họp. Quốc hội, 13 người tự xưng là đại biểu Đài Loan đã tham gia một cuộc họp vào biểu chiều để xem xét báo cáo của chính phủ, đồng thời bày tỏ quyết tâm và tự tin trong việc thúc đẩy sự thống nhất với quê hương, theo All China Taiwanese Association. Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ chỉnh đốn hoặc đóng cửa các trang mạng xã hội. Hôm 27 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Trump nói rằng ông sẽ chỉnh đốn hoặc đóng cửa các trang mạng xã hội. Một ngày sau khi Twitter thông qua một tính năng về kiểm định thông tin đã kết luận một dòng tweet của ông chứa nội dung sai. Các đảng viên Cộng hòa cảm thấy trang mạng xã hội đang bị bịt miệng. Những tiếng nói bảo thủ, chúng tôi sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ và hoặc đóng chúng trước khi chúng tôi cho phép điều này xảy ra. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 27 tháng 5. Trước đó, vào hôm 26 tháng 5, Tổng thống Trump nói rằng Twitter đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của năm 2020. Đồng thời ông cho biết Twitter hoàn toàn kiềm hãm tự do ngôn luận. Và tôi với tư cách là Tổng thống sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thi Đô Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt. Quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau.